Ok, xin chào các bạn, xin sóc fan yêu quý của Belo Lê Thái Tổ và rất là vui khi tiếp tục gặp lại các bạn trong buổi live stream ngày hôm nay. Và buổi live stream ngày hôm nay thì Belo sẽ giới thiệu rất là đa dạng với các bạn những cái mẫu sản phẩm, những cái mẫu đồng hồ đang hot nhất và đang tốt nhất tại Belo Lê Thái Tổ hiện nay. Dạ vâng, thì trên tay mình đây đang là một cặp Casio Standard, cả dòng Vintage Gold. Và một cặp này nó rất là đặc biệt và vừa mới được giới thiệu trong năm 2018 vừa qua, và ngay lập tức nó tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ chúng ta. Dạ vâng, và ở đây chúng ta sẽ đến với A159 WAD1 và LA670 WAD1. Ok, và xin chào các bạn, với cặp đôi Vintage Gold Retro phiên bản Diamond có thể nói là tuyệt đẹp và đang cháy hàng tại Belo Lê Thái Tổ ngay lúc này. Dạ vâng, và một điểm mà mình muốn nói một chút về mẫu Casio Standard này của chúng ta sẽ có nổi bật ở trên phần mặt đồng hồ. Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có hai viên kim cương, hai viên diamond. Đó, với mẫu A159WAD dành cho nam của chúng ta sẽ có hai viên kim cương diamond ở vị trí 12 giờ và 6 giờ. Còn với LA670WAD thì chúng ta sẽ có hai viên kim cương ở vị trí góc 10 giờ và góc 2 giờ. Đó. Và chúng ta có LA670WAD và A159WAD của chúng ta đều được áp dụng cái kỹ thuật cắt vát đặc biệt ở trên mặt kính, tạo một cái hiệu ứng cắt line diamond rất đẹp của Casio Nhật Bản vừa được giới thiệu trong năm 2018 vừa qua. Có thể nói là với độ hoàn thiện rất là tốt và rất là đẹp, thưa các bạn. Đó, và đặc biệt là cái mẫu A159 cũng như là LA670WAD của chúng ta thì đều được có giá niêm yết là 1.246.000, nhưng nó sẽ sử dụng là viên kim cương tự nhiên cũng như là sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan luôn các bạn nhé. Vâng, và thực sự là đây là một cặp đôi có thể nói là rất đáng mua, đó, đang rất hot tại Belo Lê Thái Tổ ngay lúc này. Dạ vâng, và mỗi ngày trôi qua thì Belo Lê Thái Tổ nhận được rất rất nhiều các đơn hàng về đến chúng tôi về mẫu A159WAD và mẫu LA670WAD này. Đó, và các bạn, mình cũng muốn làm video này để cho các bạn có thể xem trực quan trước cái mẫu Casio cũng như mẫu Casio nam cũng như là mẫu Casio nữ thuộc dòng Diamond của chúng ta như thế nào. Vâng, và nó sẽ có một cái phiên bản cặp đôi nữa, phiên bản màu vàng gold, và với một mức giá đắt hơn khá là nhiều, do đó là nó sẽ bán chậm hơn so với cả mẫu màu bạc này. Và Belo cũng sẽ giới thiệu đến các bạn những cái cặp đôi màu vàng gold trong các video clip tiếp theo. Đó, và A159WAD1 cũng như là LA670WAD1 của chúng ta đều là sản phẩm chính hãng với tem vàng chống giả phía sau nắp lưng. Đó, giúp cho các bạn hoàn toàn yên tâm đặt mua mua offline hay mua online tại Belo Lê Thái Tổ thì hoàn toàn rất yên tâm về xuất xứ cũng như là chất lượng hàng hóa. Và chúng ta sẽ đều được đi kèm với những cái thẻ bảo hành của Casio Anh Khuê trên toàn quốc như thế này. Các bạn sẽ được bảo hành 1 năm cho thân máy trên toàn quốc. Đó, và Belo sẽ thay pin miễn phí trọn đời cho các bạn. Ok, vâng, và mình rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ các bạn. Và nếu mà có thời gian thì rất là mong các bạn hãy qua trực tiếp Belo Lê Thái Tổ số 46 Lê Thái Tổ bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm và mua sắm ngay cho mình những phiên bản cặp đôi, những phiên bản Casio Vintage Gold Retro rất là đẹp như thế này, và đặc biệt với hiệu ứng cut line diamond và những viên kim cương tự nhiên được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, giá chỉ có 1.246.000 mà thôi, chưa kể các bạn đặt mua qua online, qua Belo hoặc qua belo.vn thì chúng ta sẽ còn được giảm giá 10% nữa. Giá nó sẽ rất là tốt, thưa các bạn. Vâng, và mọi thắc mắc, mọi câu hỏi các bạn hãy gửi ngay đến fanpage Gshock.vn của chúng tôi, hoặc các bạn có thể liên hệ đến hotline 024-6686-9898 để Belo có thể trực tiếp phục vụ các bạn. Ok, và mình xin phép được kết thúc video clip mở hộp A159WAD1 và LA670WAD1 phiên bản kim cương
có màn cut light diamond rất là đẹp như thế này. Ok, và tất cả những cái đơn hàng mà Belo đã nhận được từ các bạn đặt mua các phiên bản kim cương này thì đều đã được chúng tôi chuẩn bị để chuyển đi. Vâng, và rất là mong sớm được nhận, các bạn sớm được nhận trên tay cái mẫu này để chúng ta có thể nhanh chóng có một chiếc đồng hồ để yên tâm chơi Tết. Ok, rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất hy vọng sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.